Để nhậu làm sao cũng vui nhé. Không làm trước thì tao mới nghỉ. Thế đâu rồi? Nó mà đang được đi. Cháu mà đợi các bác nhậu xong thì cháu cùng luôn. Má để đây luôn. Anh nào có hộp vẹt không? Đây. Xíu nhanh. Vâng. Vẫn được phải thương một phần. Nên là vừa trời vừa mưa đó. Sản được thiết kế hiện đại trẻ trung hơn với cổ xưa, cổ tròn cùng một loại thiết bắt mắt. Với chủ đề Quân Lai 2018, lấy cảm hứng từ tiết trời se lạnh của mùa thu, nhiều thời trang romantic ra mắt của khán giả bộ sưu tập mang tên bộ Đồng. Cô là ai? Cô là con bé. Chim bồ câu. Đang mang chiếc này. Queen. Ông đeo cái túi gì? Đeo cái túi đấy, cái đỏ cái gì vậy? Còn cái hải vậy. Không cần nữa ta. Cha mến hỏi bồ câu là gì? Bồ câu là con bồ mới câu được. Mới lấy con thì đi. Bồ mới câu được. Bồ sưu tập được nhà thiết kế Xuân Anh đánh dấu khéo léo. Cái gì là chi chi bồ câu thời trang cho người mặc. Đó con bồ nào mới câu được. Chị đang chế biến lại phải không? Dạ, con chế này lại cho nóng lại ăn nó hay không? Dạ. À, cái thơm này để lát xào mực ạ? Ừ. Thơm đó để nấu ăn nghe một canh thơm. À, nấu canh. Dạ. Hôm nay không biết là trên mắt nó đang chạy hết luôn nam ạ. Bồ câu bé bảo, bồ câu anh xuống rồi kìa. Chờ bồ câu tí. Bồ câu bé bảo đâu? Bồ câu bánh. Bồ sao đâu? Tí nữa thế này. Trong điểm ca đó. Này gì đây? Bồ câu gì đấy? Bồ câu đấy. Đẩy cái này ra nè mà. Này gì đây? Đẩy cái này. Gì đây? Giờ ông học đi. Bây giờ mình di chuyển thôi, đừng có di chuyển này nữa. Rất là mất công. Rồi, rồi. Mình có góp ý gì nữa? Rồi. Mẹ tình lắm mọi người, chứ không có gì hết. Đâu, bố mẹ bồ câu đâu? Ước mà đã có. Cái này nữa, đôi giám hộ bồ câu đâu rồi, xin mời vào. Bồ giám. Rồi.
con gái là mình trang. Đi lại đó rồi bé xin coi rồi đi vô đi vô tiền bố đi cho con vào vào tí nha. Rồi vô đi rồi rồi đây là bạn này rồi mượn mượn ông thế cái cục quẹt xa nhà mượn ông thế cái cục quẹt nha. Các ông ơi, bây giờ hát lại cái cho quay phim. Rồi, đóng đóng phim lại nha. Một, hai, ba. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Nói rồi. Thôi, chúng ta quên là chủ đề. To you. Đây, cái này không ngon lành gì nhưng mà ráng ăn đi tại vì hàng hàng thơm thảo. Sẽ ăn ngọt trước ăn mặn à? Đâu, nãy giờ anh rau câu rồi gì đó. Anh rau câu rồi mình ngọt. Chỉ kiếm không. Có chừng chiêu á, chứng bảo chừng chiêu á. Chiêu. Thôi cái này làm một cái tượng trưng thôi. Làm một cái tượng trưng thì chụp cho cái nào gửi bác Hưng góp trường nào. Rồi nè. Rồi 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 tượng trưng thôi. Chụp hình nhá. Có thấy cháu không? Cháu quay đi cái này. Cháu quay mặt thôi, cái mặt là biết thế nào lại nào. Rồi 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 cho một cái tượng trưng thôi. Rồi rồi. Rồi. Rồi thôi được rồi, được rồi. Rồi cảm ơn hết rồi. Ăn luôn chứ tự dưng gì. Các bác thế này. Dạ con tí là đòi 5 ngàn. Thôi cái này gửi xuống nhà bếp để lát. Đó là về nhà vợ có hỏi sao hỏi anh không trả lời. Phải thôi là anh không. Ờ phải nói là anh đã trả lời giúp anh nhiều anh rồi. Lúc ấy anh ăn đi tiểu. Rồi. Đúng không? Nho hỏi anh Tuấn tiểu luôn rồi thì mình trả lời anh Tuấn đi tiểu rồi. Thế nó có phải là tiểu quá ra không? Không thì tại mình lấy nguyên bộ mình sửa thứ tự nó đi có tính thôi. Anh Tuấn tiểu đâu rồi? Sửa thứ tự là cấm không được đái. Đái được không cấm? Đái được không cấm? Được cái không cấm? Không thôi nghĩa là ghi âm phải lấy cái từ lỗ đi trong sạch cái nó lại lên trên kia bật hết máy ra. Không thu không được đó. Tại bà đem đi rửa này. Không chủ nghĩa là ông chủ nghĩa là lên trên đàn thẳng cẳng thẳng lên trên đàn thẳng cẳng thẳng nhưng mà mấy cẳng ba cẳng bảy cẳng có thể nó bóng bảy cái từ nó bay hoài nó trước cả hai chuyến đi chợ là món phở huyết là cũng nhớ lời luôn á. Món rất là ngon lắm mà giờ mấy ông cứ khui để cho mình nhắc thôi. Sò huyết là cái gì? Sò huyết là sò nó có huyết con cái sò huyết nó ngon khác mà cái sò ngon khác mỗi lần nó ngon nha mỗi lần cái
đỏ đỏ chứ. Không, nhưng mà cái vỏ mà thì cứ lần nào mình con theo lần ấy đi. Chứ chị mà cứ theo chăm bên là không biết đi đến bờ bên con nào. Con nói đàng hoàng nha. Mày thì... 1 là 1 2 2 nha. Con có biết tiếng lóng nha. 1 là 1 2 2 hả? Dạ. Vậy là bây giờ chị có chị bây giờ, có bây giờ, ly này. Chị... Có ly này. Nè. Sao hít màu gì? Màu đỏ màu đen. Con nói màu đỏ như đây. Không có nói bên trong. Cái vỏ nó màu trong... đen. Cái vỏ bên ngoài màu đen đúng rồi, nó đen đen trắng trắng đúng rồi. Bên trong màu đỏ. Đúng rồi, 18 biết được. Vậy là hai đứa mình đều thắng. Ờ đúng rồi, cả hai. Mình thì kêu màu đỏ, còn chính thì kêu màu đen. Chắc sửa đấy. Không được, hai cái mày đều thắng rồi. Ông anh biết mấy bài hỏi. Đúng rồi, chị Minh, chị cứ đưa đi lấy hỏi. Thưa cha, chứ mà con xin lỗi cha, những thằng nào mời không uống. À, ghê. Cái không ho đâu rồi, bên nhau. Còn hôm nay đồng hơi hồi tháng 5. Không ho đâu, Tuấn Tiểu. Đúng hết rồi. Nghe là mấy chị này kia là ngày qua tôi điểm danh. Thuốc ho vô tiền nói nhà mấy thằng Thị nó uống hết bữa rồi. Bữa nay này kia là... Làm gì có. Làm như là muốn âm thịnh mà dương suy vậy. Giờ đếm. Thiệt rồi, chứ muốn gì nữa. Lực lượng mấy chị em đây là... Anh Thế nói câu đó em đồng ý. Vinh là một. Hằng, Phượng. Phương. Phương là hai. Phương cho. Là mẹ, Phượng là con. Cho cha mẹ gọi tên thì tí nữa các chị đứng lên giới thiệu lại hết. Ngọc. 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 Anh hả? Anh hả? Anh hả? Anh hả? Anh hả? Bốn. À, Trương. Hà. Trương là Hà. Hà. Đúng rồi. Mình cứ được Hà vẫn thế chứ. Hà. Bình. Cha mới nói chưa được. Ba cái sai rồi. Năm là Hà hả? Rồi đúng nhà sáu nhà bình rồi đấy bảy là diệu diệu tám là đoàn đoàn đấy này đoàn 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 cho con biết ý tưởng của cái đếm của cha là cái gì? Vinh tên gì? Con tên là Quỳnh. Ồ, Hoa Quỳnh hả? Tên xấu hay đẹp cha? Bởi hay đẹp mới nở. Đúng rồi, đẹp hay xấu? Nở mấy búi. Hả? Nở mấy búi. Con đâu biết, tùy đất tốt thì nó nở. Vinh. Nở tung lưng. Nở tung lưng. Trời. Vinh là số 1. Phượng là số 2. Phương là số 3. Ngọc. Ngọc cái gì Ngọc? Oanh. À, Oanh là số 4. Bây giờ cha mà đọc hết được là... À, số 5. Cô uống cái số 6. Bình số 6. Diệu số 7. Dạ. Ai nhắc nha, nhắc nha. Số 7, rồi... Con Đoàn cái gì? Quay lại. Bồ câu. Con của Đoàn là Tâm. À, Tâm là số 8. Rồi, tiếp coi. Đoàn cái gì? Khánh là số 9. Số 9 là... Nhắc chi để Yên Sinh cha nói. Hết rồi. Bù. Bây giờ bây giờ cha Mến đọc lại hết một lần mà đúng á là con thưởng cha Mến hai lon. Không, không, không. Thưởng hai lon. Vinh. Vinh. Vinh thưởng bia. Ăn chan rồi. Ủa, không phải Vinh hả? Tên gì? Vinh là tên chồng. Không nhắc chị không nhắc chị. Quanh đây là Diệu nói rồi. Quanh. Không phải, Quanh là đang khác rồi. Trời, nãy giờ nói hoa nở. Quanh là số mấy? Số 4. Hà số 5. Nói giờ Bình số 6. Diệu số 7. Tâm số 8. Khánh số 9. Ý số 10. Đây nữa, đây nữa, đây nữa. Bây giờ cha cứ đếm phụ nữ lần nữa mà cha thắng là 11. Không, bây giờ đếm tên lại coi. Đếm tên lại hả? Suy là số 1. À, rồi đó. Tí sửu điên mẹ. Rồi. Số 1. Quỳnh số 2.
Phượng số 3, Phương số 4. Ơ, chạy mất tiêu rồi. Chạy mất tiêu rồi. Có sao rồi chị? À, sao đấy? Thì tôi không tiến được. Em không tiến được. Mẹ mất chân quá nha. Anh ơi, em chạy mất chào bảo mẹ đến được. Cái gì? Chà bác không đúng là 1-0 á. Không, đó chà bó cũng nói vậy á. Cái gì nè, bác có cái gì? Quỳnh. À. Đây hả? Chị quá rồi. Đạo cha một lúc mà cha rối liền. Ơi cha hôm nay lưu cu rồi. Bây giờ chị đổ chó. Cha rối bây giờ chị đổ chó. Bây giờ chị đổ chó là cha không biết đồng đồng cho lần luôn. Bây giờ chị đổ chó. Bây giờ cha đọc được mới là giỏi. Đó số 1, số 2. Thôi bây giờ em đi đâu không chứ. Số 4. Mất công bảo giả đi là chưa. À, nó xuất hiện rồi. Nó là ai? Khoanh. Ô trời, số 6 bảo. Phương số 7. Phượng số 8. Quỳnh số 9. Ồ, Suri chưa đến hả? Giờ là số 11. Suri số 10. À, cái ý đâu rồi? À, số 11. 11 bà. Bây giờ đếm ông đi. Gọi thế cha. Thế số 2. Nhưng mà sẽ nói là cái vinh dự của các anh đó. Nghĩa số 4. Chứ sao? Nhật số 5. Cha. Tuấn số 6. Hệ số 7. Ngọc số 8. Của à, Vinh số 9. Cha. Tại sao? Con một cái thằng tên mến nữa chưa đến. Ba. Nghĩa số 3. Tức là phóng lại. Cha ơi. Ngọc. Tại sao?